đạo đức sáng ngời, đàn áp tàn bạo, quan nghi sơn lên báo phủ nhận và chụp mũ dần. Khi gặp khủng hoảng với dân mà cụ thể là vụ người dân biểu tình chống lại việc xây cảng Long Sơn Ba là chứng minh cho thấy độc quyền báo chí là có ý đồ của Đảng Cộng sản. Bởi Đảng luôn nhúng tay vào chuyện xấu, chuyện ác nên họ cần phải loại bỏ báo chí tự do. Nhưng lúc đạp lên dân chưa mất chén cơm và làm cho dân phải đổ máu thì chỉ có báo chí độc quyền nhà nước mới loan tin theo ý đảng. Hình ảnh người dân phản đối dự án bị đánh đến đổ máu. Đảng Cộng sản Việt Nam xem báo chí tự do là kẻ thù bởi hai nguyên nhân. Nguyên nhân chính là họ không muốn loại báo chí này tồn tại để họ dễ bề thao túng niềm tin của toàn dân. Nguyên nhân thứ nhì là họ muốn vạch ra làn danh giữa ta và địch để khi làm việc vừa ác họ cứ vu cho báo chí tự do vì thù địch mà xuyên tạc mà bôi nhọ họ. Tuy nhiên, hữu xạ tự nhiên hương, báo chí tự do không sợ cường quyền và luôn muốn phơi bày cái xấu, cái ác. Đảng không thể ngăn cản được, nhất là trong thời kỳ toàn cầu hóa hiện nay. Cũng chính về thế, Đảng Cộng sản muốn bằng mọi cách gây áp lực lên các mạng xã hội lớn để bóp tương tác và ngăn chặn các kênh của báo chí tự do không cho đến được với người dân ở trong nước. Thậm chí họ dở chiêu bài bẩn là dùng sản phẩm của báo tự do để đánh lại chính tờ báo ấy, cái gọi là vi phạm bản quyền. Trở lại câu chuyện đàn áp người dân phản đối xây cảng Long Sơn vì trong tay nắm độc quyền báo chí nên ông Mai Trị Lân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn khẳng định những thông tin trên mạng xã hội là do các tổ chức phản động lan truyền việc chính quyền địa phương cưỡng chế và đàn áp người dân phản đối xây dựng cảng long sơn là bịa đặt ông mai sĩ lân phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã nghi sơn phủ nhận đàn áp và chuột mũ là phản động bịa đặt thực tế hình ảnh trên mạng được nhiều người chia sẻ lại là do chính người dân tham gia phản đối quay được ngày nay ai cũng có smartphone trên tay ai cũng có thể ghi hình và quay lại các clip để mà tung lên mạng. Vì trách nhiệm lên tiếng cho người dân thấp cổ bé học, nhiều người có trách nhiệm đã chia sẻ những hình ảnh đó và cất lên tiếng nói vì công lý. Thay vì lắng nghe dư luận, ông Mai Sĩ Lân đã đưa vào báo chí độc quyền rồi trắng trợn vu cáo tổ chức phản động bịa đặt. Trắng trợn đến mức hình ảnh người đổ máu, người gục ngã được ghi lại rõ ràng, vậy mong này vẫn bảo là bịa đặt. Có người nhận xét, phủ nhận và chụp mũ cho thế lực phản động và bịa đặt. Khi hình ảnh đã tràn lan như thế thì chỉ có người Cộng sản mới làm được. Sự lươn lẹo của ông si Sĩ Lân còn thể hiện ở câu nói việc xây dựng bến số 3 cảng container Long Sơn nằm trên bãi biển thuộc xã Hải Hà không ảnh hưởng đến đất đai, nhà cửa của người dân nên không thể có việc cưỡng chế. Ở đây người dân bị tước mất môi trường kiếm sống, bị tước mất kế sinh nhai, chứ đâu có bị cướp đất tại sao ông mai sĩ lân lại bóp méo vấn đề và lờ đi bản chất của sự việc độc quyền báo chí với gian trá có chuẩn bị ông mai sĩ lân thì vin vào điều vấn đề để mà cướp đất để phủ nhận những thiệt hại mà người dân đang phải gánh chịu vụ việc cảng long sơn tương tự như vụ formosa formosa gây ra phấn nộ của người dân không phải vì họ cướp đất mà vì họ tàn phá môi trường biển đẩy hàng triệu ngư dân vào thế khốn cùng những dự án này đều làm cho nền kinh tế biển việt nam bị tổn thương nghiêm trọng làm cho môi trường sống của người dân bị ảnh hưởng nặng nề tội này không thua gì tội cướp đất của dân bị đảng đạp đổ chén cơm dân phải xuống đường mà thôi người dân đang sinh sống yên bình dù nghèo nhưng họ có kế sinh nhai ổn định bỗng nhiên nhà nước xông đến tước mất chén cơm của họ, Dễ bảo họ bị xúi dục, nói họ gây dối, rồi sau đó cho công an tấn công. Thì có thể nói đảng dở thủ đoạn quá thâm hiểm với nhân dân. Trước sự mất mát to lớn như thế, nhưng 800 tờ báo không một tờ nào dám nói lên tiếng nói của nhân dân. 500 ông bà nghị ở Ba Đình hội họp, không một ông bà nào lên tiếng cho nhân dân. Vậy còn ai dám đứng về dân đây chỉ có những người mà Đảng Cộng sản gọi là phản động mới dám làm điều ấy. Nhưng những ai dám lên tiếng cho dân mà đang ở trong nước thì dễ gặp nguy hiểm. Bởi ông Tô Lâm sẽ cho lính truy lùng để mà trả thù. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền tiếp của Thời báo chấm với bản tin Đạo đức sáng ngời, đàn áp tàn bạo, quan nghi sơn lên báo phổ nhận và chụp mũ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung khoa thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin xây cảng Long Sơn, nhân danh phát triển đạp đạp đổ trên cơm của dân người khi Sơn nổi dậy. Bài số 1 người dân miền Trung vốn đã vô cùng khốn khổ sau vụ Formosa vào năm 2016. Nhân danh sự phát triển kinh tế, Đảng đã để một doanh nghiệp tàn phá môi trường biển của 6 tỉnh thành bao gồm Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng. Những tỉnh còn lại dù lượng cá chết không nhiều như những địa phương này nhưng nước biển vẫn bị ảnh hưởng nhiễm động rất nặng. Quy hoạch cảng nhưng lại đạp đổ chén cơm của người dân. Khi phát triển nhà máy thép Formosa, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ tính bài toán kinh tế mà nhà máy này mang lại chứ họ không chịu tính bài toán về môi trường. Họ không tính tới hàng triệu hộ gia đình ngư dân mất nghề đánh bắt, họ không tính tới thiệt hại kinh tế biển cho đất nước. Vì những thiệt hại trên do người dân nghèo gánh lấy nên chính quyền của Đảng Cộng sản mặc kệ phớt lờ doanh nghiệp xây nhà máy thép đảng có tiền lót tay hối lộ quan có tiền lại quả tỉnh có những con số tăng trưởng để mà khoe khoang thành tích vì vậy họ quyết đạp đổ chén cơm của người dân nghèo và quyết bảo vệ bằng được formosa bất chấp hậu quả về môi trường sức khỏe với người dân nhiều tỉnh trong cả nước đấy là những gì mà đảng cộng sản việt nam đã làm với dự án formosa nó thuộc về bản chất của đảng cộng sản mặc dù vẫn hô hào là vì dân nhưng trong mọi dự án kinh tế đảng luôn chỉ tính tới những lợi ích của mình tính tới những khoản lót tay mà quan chức được hưởng và những con số thống kê đẹp còn về hậu quả họ để mặc cho dân tự gánh và đã thuộc về bản chất thì mãi mãi đảng vẫn chỉ hành động theo kiểu bất chấp như vậy cùng một cung cách ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa đã cho xây dựng cảng container long sơn nhưng không thèm tính đến tác động môi trường và tác động với chén cơm của người dân họ đang kiếm sống ở đây. Việc xây dựng cảng này sẽ tước mất kế sinh nhai của những người dân muốn đánh bắt hải sản ở khu vực này. Từ bao lâu nay, người vùng biển thì nuôi sống hàng trăm hộ dân, nhưng giờ đây chính quyền tỉnh Thanh Hóa bất chấp đạp đổ chén cơm của người dân để mà xây bằng được cái cảng cho mình. Tất nhiên, khi dự án được thực hiện và đi vào hoạt động tỉnh thanh hóa sẽ coi đó là thành tích để mà khoe khoang, còn quan chức thì có điều kiện mà sơ muối, đút túi, ăn hối lộ. Khi đảng Cộng sản nói đối thoại với dân, có nghĩa là họ chỉ cố thuyết phục dân phải chấp nhận theo ý của họ và chịu thiệt thòi. Khi đảng đạp đổ chén cơm của dân mà không bù cho họ bất kỳ kế sinh nhai nào thì đấy gọi là nhà nước của dân do dân vì dân sao cho được chưa có một nhà nước dân chủ nào trên thế giới mà bất nhân đến như thế. Đảng ý vào lực lượng công an đông đúc và sẵn sàng ra tay với dân, nên mọi dự án họ đều không tính tới phần bù đắp thiệt hại cho dân. Vụ Formosa đã cho thấy sự tán tận lương tâm của nhà cầm quyền Cộng sản, và giờ đây vụ cảng Long Sơn cũng tương tự. Người dân tay không tức sắc làm sao có thể chống lại được lực lượng vũ trang chuyên nghiệp, được trang bị đến tận răng như vậy đảng cần gì phải sợ dân quyền lợi của đảng là trên hết quyền lợi của dân là vô giá trị đối với đảng hành động của đảng cộng sản việt nam đã nói lên điều đó chưa có một đất nước dân chủ nào lại có dân oan nhiều như ở việt nam đến đất đai có giấy tờ trên tay mà nhà nước cũng cướp đi và đẩy dân thành dân oan thì với môi trường đánh bắt kế sinh nhai của dân không có bất kỳ giấy tờ chứng nhận chủ quyền nào thì đảng lại càng coi thường họ càng mạnh chân đạp đổ chén cơm của người dân vụ formosa đủ để nhìn thấy bản chất của đảng người dân việt nam hầu như đều nhận thức rõ sự nguy hiểm của chính quyền đảng cộng sản họ rất sợ sự tàn bạo của công an tuy nhiên họ vẫn kiên cường phản đối dự án xây dựng cảng container long sơn thì cũng đủ hiểu họ đã bị đảng dồn đến đường cùng đến như thế nào đảng đã từng thắng dân trong vụ phung mô sa thì tất nhiên đảng tự tin có thể đè bẹp được dân họ sẽ không xem xét đến sự khốn cùng của dân khi bị mất kế sinh nhai mà họ như là một con thú vậy sẵn sàng vu cáo dân là làm loạn là gây rối. không người dân nào muốn chống lại sức mạnh súng ống chỉ khi họ bị tước mất nguồn sống thì mới liều mình đảng đang chuẩn bị thủ đoạn để mà hạ thủ nhân dân và tiếp theo mời quý vị khán giả theo dõi các bài về loạt cảng Long Sơn do Thời Báo chấm .d tường thuật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời Báo chấm .d với bản tin xây cảng Long Sơn nhân danh phát triển đang đắp đổ chén cơm dân nghi sơn nổi dậy. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo chấm .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo. Chấm đề.